Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến những kiệt tác hội họa nổi tiếng thế giới trở nên khác biệt? Những đường nét tinh hoa dựng nên tổng thể của cả bức tranh, danh tiếng của người họa sĩ tài ba bậc nhất, giá trị độc bản riêng biệt chẳng thể trộn lẫn. Tất cả làm nên một tuyệt tác nghệ thuật độc nhất mà bất kỳ ai cũng khao khát được một lần sở hữu. Tại phía bắc đảo Ngọc Phú Quốc, ẩn mình sau những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những bờ cát trắng phau và làn nước lam ngọc quyến rũ là một kiệt tác hội họa đắt giá của nhân loại, tọa lạc trong siêu quần thể Phú Quốc United Center, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á. Phan Ma Thảo, phân khu cuối cùng trong dãy những căn shop thương mại Vin Wonders, là bức tranh độc bản được săn đón bậc nhất, là niềm ao ước được một lần chạm tay đến của biết bao nhiêu người, là một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi chủ đầu tư Vingroup uy tín hàng đầu Việt Nam. Phan Ma Thảo sở hữu những lợi thế độc tôn, những giá trị độc bản chẳng thể trộn lẫn với bất cứ bức tranh nào. Nằm dọc theo đại lộ ganh dầu cửa cạn xuyên tâm Phú Quốc, ông chọn một trong ba con đường kim cương dẫn vào khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Vinpearl Resort. Phan Ma Thảo sở hữu tọa độ vàng với tiềm năng kinh doanh và sinh lời vô hạn, biến đại lộ ganh dầu cửa cạn trở thành đại lộ thương mại sầm uất nhất thành phố đảo. Không chỉ vậy, những nét vẽ tinh hoa về kiến trúc của bức tranh Phan Ma Thảo còn được lấy cảm hứng từ thị trấn cùng tên, thị trấn Phan Ma, đô thị xa hoa tấp nập của hòn đảo Mallorca, trung tâm du lịch giao thương sầm uất bậc nhất Tây Ban Nha. Giờ đây đã xuất hiện nơi đảo ngọc xinh đẹp Phú Quốc, hứa hẹn sẽ trở thành thiên đường mua sắm mới, mang đến cho du khách những trải nghiệm và dấu ấn khó quên. Phan Ma Thảo, tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí đỉnh cao của những du khách đẳng cấp, với hai tiểu khu đắt giá mang tên Notting Hill và Setara. Đến với tiểu khu Notting Hill, dãy những căn shop trải dọc mặt tiền đại lộ thương mại huyết mạch ganh dầu cửa cạn, du khách như lạc vào một London tráng lệ, nơi những ngôi nhà san sát với khung cửa lớn, phóng khoáng và rực rỡ sắc màu, tạo nên dãy phố đầy lãng mạn và quyến rũ. 201 căn shop, 201 cơ hội cuối cùng để nắm giữ lợi thế độc tôn không nơi nào có được, như mặt tiền trải dài trên trục đại lộ quan trọng nhất đảo ngọc, liên kề sân golf và con đường chính dẫn tới khu vực thượng lưu này. Tiểu khu Notting Hill chính là những viên ngọc quý giá mang tiềm năng sinh lời vô hạn, không chỉ thu hút những du khách đến với Phú Quốc United Center mà còn hấp dẫn cả những du khách vãng lai đến ghé thăm và mua sắm. Nối liền tiểu khu Notting Hill và ôm trọn một trong ba cửa ngõ chính, con đường kim cương dẫn vào khu vực nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Vinpearl Resort, nơi lưu trú của những vị khách thời thượng và sang trọng hàng đầu, tiểu khu Setara. Nhắc tới Setara, một ngôi làng chài cổ bên rìa bờ biển Amalfi xinh đẹp bậc nhất miền Tây nước Ý, nơi nổi tiếng với những món ăn đặc sắc, những tòa tháp lịch sử cổ kính và khí hậu ôn hòa, kế thừa tinh hoa của phong cách kiến trúc Địa Trung Hải kiêu sa, những khung cửa sổ kết cấu vòm mềm mại, các hàng cột tròn thẳng tắp, 79 căn shop với thiết kế 4 tầng, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm đỉnh cao bậc nhất, dành riêng cho những gia đình đẳng cấp, những vị khách quyền lực đến nghỉ dưỡng và vui chơi tại khu quần thể Vinpearl Resort and Golf, sở hữu trọn vẹn những mảnh ghép tạo nên một bức tranh về thiên đường mua sắm đẳng cấp và đỉnh cao bậc nhất đảo ngọc. Phan Ma Thảo chính là tuyệt tác nghệ thuật, là báu vật mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng ao ước được sở hữu trong bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu của mình. Phan Ma Thảo, báu vật đầu tư đẳng cấp trường tồn.